ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến 8 tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, môn bóng đá ở Đại hội Thể thao Châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 9, khi Olympic Việt Nam đối đầu Mông Cổ ở bảng B vào lúc 15 giờ. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia 31 môn thi đấu ở ASEAN 19. Á vận hội năm nay tổ chức 40 môn thể thao, được chia thành 61 phân môn với tổng số 483 nội dung thi đấu, bộ huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 31 môn thể thao với 202 nội dung thi đấu. 337 vận động viên Việt Nam sẽ tham gia ở 31 môn thi đấu gồm karate, cầu mây, boxing, bắn súng, cờ tướng, rowing, wushu, kuras, điền kinh, bắn cung, canoeing, bơi, taekwondo, cờ vua, xe đạp, thể dục dụng cụ, cử tạ, bóng bàn, roller, vật, judo, jujitsu, đấu kiếm, bóng chuyền, cầu lông, golf, bóng đá, quần vợt, sóc tennis, thể thao điện tử, dance, sport breaking. Tại ASEAN 18 ở Indonesia năm 2018, đoàn Việt Nam giành 5 HCV. Trong đó có 3 HCV ở các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic là rowing và điền kinh. Đội tuyển Pencak-Silat giành 2 tấm HCV. Tại ASEAN 19 năm nay, Pencak-Silat không có trong chương trình thi đấu. Ngoài ra, Quách Thị Lan cũng không góp mặt ở nội dung 400m vượt rào nữ. Trong số các môn thi đấu có thể cạnh tranh HCV, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được kỳ vọng rất lớn khi họ vừa giành chức vô địch thế giới ở nội dung 4 người. Ở môn boxing, đương kim Á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm được đặt rất nhiều hy vọng.